Chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp đua Midsize Gamma R3500, một chiếc xe được thiết kế công nghệ nhôm 7005 các bác nhé. Đấy, bật nước sơn đen và với một chút xanh lá cây này, nhìn chiếc xe nó rất là thể thao, màu sắc rất là đẹp các bác nhé. Khung xe thì cũng còn khá là mới, chỉ có những cái vết xước răm li ti do đã qua quá trình sử dụng và có việc vận chuyển từ nước ngoài về nó xuất hiện này. Những cái vết xước nhỏ, xước răm là không thể tránh khỏi thôi. Còn tổng thể xe thì các bác có thể nhìn trên hình, cái độ bóng mới của cái khung vẫn còn rất là tốt các bác nhé. Đấy. Công nghệ nhôm 7005 là một cái công nghệ nhôm rất là bền và cực kỳ là nhẹ. Bộ chuyển động được trang bị trên chiếc xe là Shimano Souza các bác nhé. Đấy, với 9 tầng níp ở đây. Hai tầng đĩa đạp cho xe có 18 độ khác nhau, đạp trục rỗng cũng của Shimano Souza luôn. Trên phần ghi đông đây, toàn bộ là full một bộ Shimano Souza các bác nhé, 9 tầng lip, hai đĩa, phanh ba mảnh, phanh này thì là phanh zin theo xe, phanh bánh 700C. Những cái chi tiết như ghi đông của Ford cổng yên này vẫn là nguyên zin theo xe hết các bác nhé. Vành cũng zin Midsize đây, lốp 700C, sử dụng bản lốp là 23C các bác nhé, 700 x 23, dòng lốp tiêu chuẩn cho xe đua. Khung xe rất mới các bác nhé. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác, và mời các bác tiếp tục xem video. Sai em ra từ tâm trục đạp. Trục đạp đến khóa yên là 50 cm. Khóa yên từ tâm của phút là 52 cm. Thì sai xe sắp vào đó thì khoảng 1m65 7516 thì vào chuyển động xe đó nhé. Các bạn có thể nhìn trên hình nhận rất mượt đó. Chất lượng xe thì cũng là rất là mới, mà cái bộ chuyển động này thì hầu như là không có lỗi nhỏ, rất là mượt mà. Và thì chiếc xe đang được bán với mức giá là 9.800.000 bao ship toàn quốc cho các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943, hoặc ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của tôi bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.